Rawan giới thiệu thanh toán thẻ Visa cho tất cả. Mua hàng ở Rawan, thanh toán trong vài giây, an ninh không đổi, không thể đánh bại. Trả một cách tự tin với Visa. Rawan. Yes. 80% số người có thẻ tín dụng ở thế giới này thì đều có thẻ Visa. Và từ bây giờ, trong vài ngày thôi, không phải ngay bây giờ, mà trong vài ngày nữa, bạn sẽ có thể như một công ty 100% là mạng lưới trực tuyến với sản phẩm trực tuyến. Bạn sẽ có thể vào công ty và mua gói giáo dục với tư cách là một thành viên cùng thẻ Visa. Và nghe đây, trước đây chưa ai từng làm điều tôi đang nói với các bạn. Khi một người cầm chiếc thẻ Visa và đặt nó vào để trả cho các gói giáo dục ở Rawan, chỉ trong vòng 10 giây thôi, người ấy mua đồng tiền ảo Bitcoin. Và bùm, vậy là Bitcoin đã tiến vào Rawan. Bitcoin đang tiến vào Rawan. Và các bạn là những thành viên đang xây dựng doanh nghiệp của mình. Và các bạn sẽ có thẻ Rawan của mình, có phải không nào? Với chiếc thẻ Rawan kết nối trực tiếp với hệ thống dữ liệu, khi bạn bước vào nhà hàng, rồi bạn sẽ có điểm thưởng trực tiếp vào thẻ của mình. Chỉ có một vấn đề duy nhất mà thôi. Với cương vị là nhà lãnh đạo của công ty này, khi bạn tiến vào nhà hàng, đặt bữa tối, bạn sẽ không bao giờ có thể bước ra đâu. Bởi vì tiền cứ vào và bạn sẽ cứ ăn và cứ ăn. Công ty này không chỉ là về kiếm tiền mà thôi. Chúng tôi muốn hàng triệu người có cơ hội trở thành một phần của mạng lưới trực tuyến và trở thành một phần của thế giới mạng. Nhưng mà chúng tôi cũng bảo đảm rằng mọi người không chỉ kiếm được tiền mà còn có thể sử dụng chúng. Và bạn biết đấy, hầu hết mọi người trên quả địa cầu còn chẳng thể có một thẻ ghi nợ. Họ không thể. Lần đầu tiên ở Rawan, rất nhiều người, hàng triệu người sẽ có thể có chiếc thẻ và bắt đầu làm những việc họ chưa từng thực hiện trước đây. Tôi nghĩ điều đó thật hay ho, có phải không nào?